Chiều 16 tháng 4, thêm 14 ca mắc COVID-19 và 30 bệnh nhân khỏi bệnh. Bản tin chiều ngày 16 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 14 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Quảng Nam. Việt Nam hiện có 2.772 bệnh nhân. Trong ngày có 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 4, có 14 ca mắc mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số ca mắc COVID-19 của thế giới. Cả thế giới có 139.776.430 ca mắc, trong đó có 118.814.813 ca đã khỏi bệnh, 3.001.825 ca không qua khỏi và 17.923.043 ca đang điều trị. Trong đó có 106.804 ca diễn biến nặng. Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 153.670 ca, số ca không qua khỏi tăng 4.122 ca. Thông tin ca mắc mới. 14 ca mắc mới, bệnh nhân 2.759 đến bệnh nhân 2.772 là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa 6 người, Đà Nẵng 1 người, Nghệ An 2 người, Thành phố Hồ Chí Minh 4 người và Quảng Nam 1 người. Cụ thể, ca bệnh 2.759. Bệnh nhân 2.759 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ca bệnh 2.760. Bệnh nhân 2.760 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.759 đến bệnh nhân 2.760 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ca bệnh 2.761. Bệnh nhân 2.761 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ca bệnh 2.762. Bệnh nhân 2.762 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ca bệnh 2.763. Bệnh nhân 2.763 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ca bệnh 2.764. Bệnh nhân 2.764 ghi nhận tại Khánh Hòa, bệnh nhân là nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.761 đến bệnh nhân 2.764 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ca bệnh 2.765. Bệnh nhân 2.765 ghi nhận tại Đà Nẵng, bệnh nhân là nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ca bệnh 2.766. Bệnh nhân 2.766 ghi nhận tại Nghệ An. Bệnh nhân là nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ca bệnh 2.767. Bệnh nhân 2.767 ghi nhận tại Nghệ An. Bệnh nhân là nam, 22 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2.766 đến bệnh nhân 2.767 từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vinh trên chuyến bay VJ7835 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Nghệ An. Ca bệnh 2.768. Bệnh nhân 2.768 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2.769.
Bệnh nhân 2769 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2770. Bệnh nhân 2770 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ca bệnh 2771. Bệnh nhân 2771 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2768 đến bệnh nhân 2771 từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Ca bệnh 2772. Bệnh nhân 2772 ghi nhận tại Quảng Nam. Bệnh nhân là nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 11 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực tỉnh Quảng Nam. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.398, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 524, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.612, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú là 15.262. Tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 2.414, bệnh nhân 2.573, bệnh nhân 2.579, bệnh nhân 2.397, bệnh nhân 2.079, bệnh nhân 2.386, bệnh nhân 2.128, bệnh nhân 2.319, bệnh nhân 2.582, bệnh nhân 2.586, bệnh nhân 2.552, bệnh nhân 2.347, bệnh nhân 2.587, bệnh nhân 2.588, bệnh nhân 2.342, bệnh nhân 2.592, bệnh nhân 2.593, bệnh nhân 2.585, bệnh nhân 2.583, bệnh nhân 2.484, bệnh nhân 2.526, bệnh nhân 2.267, bệnh nhân 2.416, bệnh nhân 2.480, bệnh nhân 2.054, bệnh nhân 1.939, bệnh nhân 2.225, bệnh nhân 2.227, bệnh nhân 2.352 và bệnh nhân 2.594. Như vậy, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 trên tổng số 2.772. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 45 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 11 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 16 ca và số ca âm tính lần 3 là 18 ca. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đề xuất người nhập cảnh có hộ chiếu vaccine sẽ cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, nếu âm tính cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 7 ngày. Theo đó, người nhập cảnh Việt Nam có hộ chiếu vaccine sẽ được xét nghiệm lần đầu vào ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh, lần thứ hai vào ngày cách ly thứ 6, lần xét nghiệm thứ 3 được thực hiện vào ngày cuối trong chuỗi cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Nếu cả 3 lần xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh được kết thúc cách ly. Như vậy, dự kiến tổng thời gian cách ly của người có hộ chiếu vaccine là 14 ngày, trong đó 7 ngày tập trung, 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Hiện nay, tất cả người nhập cảnh Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Phó giáo sư Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, việc giảm thời gian cách ly với những người đã có chứng chỉ tiêm vaccine hợp lệ là cần thiết. Như chúng tôi đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đang làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội để thu thập tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư và thực hiện các đề án xã hội hóa tại Bệnh viện Công. Vậy nội dung trọng tâm mà Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế sẽ làm việc tại bệnh viện này là gì? Ông Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra hiện đang lấy các tài liệu và chưa có kết luận gì.
Nếu công an cần gì, bệnh viện sẽ phối hợp làm đúng theo yêu cầu. Để phục vụ công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là can thiệp, phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội thời gian qua đã đầu tư những máy móc hiện đại đắt tiền với giá hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Thì trong yêu cầu thì bên phía sông Ba có yêu cầu những cái tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế, rồi các cái gói xã hội hóa, rồi các cái vật tư tiêu hao từ năm 2015 đến 2020. Thì để phục vụ cho phát triển chuyên môn của bệnh viện, nhất là bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện có chuyên môn cao, thì chúng tôi nhập những cái máy móc hiện đại để phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, ví dụ như là máy cộng hưởng từ 1,5 Tesla hoặc là máy CT chụp cắt lớp 512 dãy, và một số cái máy chuyên dụng để dùng cho quá trình chẩn đoán điều trị bệnh nhân tim mạch. Trong thời gian này, các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Tim Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế lớn của Hà Nội, là một trong những bệnh viện chủ lực về chuyên khoa tim mạch của cả nước. Cũng liên quan tới lĩnh vực mua sắm thiết bị y tế, thời gian qua cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Cùng với việc khởi tố, cơ quan công an đã bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo của hai bệnh viện nêu trên.